Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng cơ động ứng phó với bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hậu quả thiên tai gây ra là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong mùa mưa bão năm nay. Một buổi thực tập giả định tình huống cứu nạn cứu hộ khách du lịch sử dụng các dịch vụ giải trí trên hồ. Do bất cẩn đã trượt chân ngã xuống nơi có nước chảy xiết và khá sâu. Xung quanh không có người, không có các phương tiện cứu hộ. Lúc này lực lượng cứu hộ cũng đang có mặt tại khu vực này để triển khai các phương án tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn. Chỉ vài phút sau, người bị nạn đã được đưa vào bờ và thực hiện các động tác sơ cấp cứu ban đầu. Có những kết quả tốt thì cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên luyện tập những phương pháp và giáo trình đã đề ra, và chúng ta phải áp dụng vào thực tế nhiều để có nhiều kinh nghiệm để áp dụng trong thực tế. Xác định công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của đơn vị. Hàng ngày, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, vật lực, sẵn sàng khi có nhiệm vụ đột xuất. Các phương tiện vật chất được kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, kịp thời tiếp ứng cho các đơn vị làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Cùng với việc tổ chức tập huấn diễn tập tìm kiếm cứu nạn, phòng cũng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một cách thuần thục khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, các tình huống cần cứu nạn cứu hộ luôn luôn diễn ra hàng ngày và đa dạng, đòi hỏi sự ứng phó khẩn trương, kịp thời trong xử lý các tình huống, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn toàn tỉnh. Cái lúc mình đi cứu nạn cứu hộ, mình phải xác định, đến lúc mình phải xác định cái địa hình mình, để xác định cái địa hình người ta bị nạn. Nếu như sông hồ thì mình xác định cái độ sâu của hồ, có vật cản gì hay không. Nếu như ở suối thì mình xác định cái dòng chảy, mà xác định có dưới dòng chảy đó có mình có đá gành hay gì hay không. Sau đó mình mới xuống để cứu nạn cứu hộ lên, mình mới đưa người ta lên. Nếu người ta còn vùng vẫy trên mặt nước thì mình tiếp cận người ta, cách người ta khoảng 1-2 mét đó, rồi mình mới lặn xuống. Đó, luồn xong người ta, luồn qua vai đưa người ta lên, tay giữ cổ đưa người ta lên. Nếu mà mình không có xác định an toàn thì mình tiếp cận trực tiếp người ta thì người ta phải ôm mình và dìm cả hai người cùng xuống. Theo dự báo năm 2016, diễn biến tình hình thời tiết khí hậu sẽ tiếp tục phức tạp khó lường. Các sự cố thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tai nạn giao thông, sập đổ công trình có thể xảy ra, diễn biến phức tạp. Để sẵn sàng đối phó và ứng cứu kịp thời, ngoài việc duy trì chế độ trực 24/24 giờ, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tăng cường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang bị phương tiện, vật tư, hậu cần, đảm bảo huy động cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời, hiệu quả. Trong đó tập trung ôn luyện kỹ thuật bơi lặn cá nhân, đội hình cứu người dưới nước, bơi và thực hành cách sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ hiện có. Tập các kỹ thuật tháo gỡ trong các trường hợp cứu nạn nhân đuối nước. Kỹ thuật nhiều nạn nhân trên càng và dưới nước. Tập những kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân. Khi mà nhận được những cái tin báo về những sự cố tai nạn liên quan đến sông nước trên địa bàn thành phố và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thì trước hết thì qua các nguồn thông tin của người dân xung quanh, người dân địa phương cũng như là các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để nắm rõ về cái tình hình sự cố của tai nạn, qua đó đánh giá được cái mức độ của tai nạn đến như thế nào, để lấy cái cơ sở để triển khai những cái phương pháp, biện pháp cứu nạn cứu hộ nó phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất. Nhận thấy là cái công tác an toàn cho du khách là được đặt lên hàng đầu, nên là cái công tác này chúng tôi làm thường xuyên và đã triển khai rất là thường xuyên, nên là về cái an toàn cho du khách là được đảm bảo. Với tinh thần tất cả vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng nói chung và các đơn vị trực thuộc luôn phát huy vai trò trong việc tiếp nhận thông tin kịp thời và tham gia hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ, góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Sau 10 năm canh tác, nhận thấy trồng cây cà phê cần rất nhiều vốn, kỹ thuật,
thời gian chăm sóc lâu. Nhưng lợi nhuận ít nên bà đã mạnh dạn chặt bỏ 3.000 mét vuông cà phê để chuyển qua trồng hoa cẩm chướng và vay mượn gần 1 tỷ đồng để lắp đặt nhà kính, hệ thống tưới tự động.